Cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2024. Cửa hàng chúng em hôm nay làm một cái video cho anh em. Video này thì để dành cho anh em, những anh em nào ấy mà kinh phí hạn hẹp, đang cần tìm một chiếc máy cưa xích giá rẻ đó, đáp ứng để cho anh em về sử dụng gia đình. Và hôm nay có hai mẫu, một con máy nhỏ và một con máy to cho anh em về sử dụng ấy. Giá thành thì cực kỳ rẻ luôn, chỉ có hơn 1 triệu thôi anh em nhá. Đấy, nhưng mà vẫn đầy đủ các yếu tố cho anh em là tiết kiệm nhiên liệu này, độ bền cao này, và dòng này thì nó là xài là động cơ xăng pha nhớt nha anh em nhá. Đấy, và cái con này thì đã cửa hàng chúng em đã tham khảo rất là nhiều mẫu rồi, chỉ có hai cái mẫu này thì nó là cái công suất mà cảm thấy là nó ok nhất thôi anh em nhá. Đấy, và vẫn đảm bảo cho anh em là độ bền cao cho anh em, và sử dụng thì đảm bảo chất lượng cho anh em, đến nữa phụ tùng thay thế rất là dễ dàng nhá. Thay vì cửa hàng chúng em hôm nay nói tên con máy, con này thì nó là cưa xích Kamatsu này. Đấy, một con kia là tên là Nakata. Nhưng mà anh em đặt hàng ấy thì chỉ cần bảo cho em là anh muốn mua con C1 này, hoặc là anh muốn mua con C2 là được anh em nhá. Đây là giá thành của cây máy này. Con này thì con mini tay cụt này đây. Đấy, con này chỉ có 1.250.000 thôi anh em nhá. Đấy, và con C2 con này thì nó là 1.500.000 anh em nhá. Đó, ví dụ là anh em muốn mua của cửa hàng chúng em thì anh em gọi cho cửa hàng chúng em bảo là anh muốn mua con C1 chẳng là được, hoặc là anh muốn mua con C2 là được anh em nhé. Và cho em xin thông tin địa chỉ cũng như số điện thoại em ship đến tận nhà cho anh em. Đó, và hai con này là hàng máy mới 100% nha anh em nhé. Hàng máy mới 100% luôn. Đó, cho anh em nhu cầu về sử dụng ít. Đấy, làm cái video này thì giới thiệu cho anh em. Con này thì cân nặng chỉ tầm khoảng 3kg thôi nha. Con 1.250.000 này cho anh em về cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao, cắt tỉa cây cảnh đó. Hoặc là anh em nào mà lớn tuổi rồi cần một chiếc máy cưa mini cực kỳ nhỏ gọn nha, thì con này là khá là hợp lý này. Lam của con này nó chỉ dài khoảng 30cm thôi. Cái độ dài cái cây lam này có 30cm này nha. Đó, 1.250.000 này, quá rẻ luôn anh em nha. Cửa hàng chúng em bán thì lấy cái lời lãi tình cảm là chủ yếu anh em nha. Rồi, con này nó sử dụng đặc biệt là hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 nha. Đây, có mã số ký hiệu vạch ở trên máy đoàn hoàng này. Đây, cái tem của nó này, tem Kamatsu này anh em nhé, mã số ký hiệu đồng hoàng. Đó, nói chung mà cửa hàng chúng em đã tham khảo rất là nhiều mẫu rồi, chỉ có những cái hai cái mẫu này trong tầm giá rẻ sử dụng ok nhất thôi anh em nhé. Đó, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đây, cái thắng xích này kẹt lại là nó sẽ thắng cái xích này lại nha, bóp nó lên này. Đó, là cái xích này nó sẽ chạy nha anh em nhé. Đấy, con kia thì nó cũng sử dụng thắng xích luôn, hai con này thì nó đều là sử dụng thắng xích cả. Con to thì nó đặc biệt hơn, thì con này thì nó là hàng máy nòng lớn cho anh em. Hàng máy nòng lớn, con này thì nòng của nó lên đến 45mm và công suất của con này là 54cc. Máy to cho anh em chuyên về sử dụng nghe để cắt hạ gốc cây đấy anh em. Con này thì đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực nha. Lam của con này sẽ dài là 55cm, còn con này thì con nhỏ này sẽ dài là lam là 30cm anh em nha. Sử dụng lốc hợp kim nhôm này. Đó, chụp giật trợ lực này. Máy to khỏe cho anh em về cắt hạ gốc cây. Còn anh em mà muốn nhỏ nhẹ thì chơi con C1. Anh em nào muốn to cắt gỗ lớn thì chơi con C2 nha anh em nhá. Đấy, đây, phần này nó sử dụng vẫn là hai ốc chân lam này, bằng trực tiếp bằng khóa 13. Con này cũng là hai ốc chân lam luôn. Đó, rất là chắc chắn luôn anh em nhá. Nhu cầu anh em sử dụng ít thì lấy hai con này thì cho nó hợp lý. Đấy, giá thành thì vừa phải cho anh em, hợp với túi tiền nhiều anh em có thể tiếp cận được. Và hai con này thì cả chúng em đều bao ship hết cho anh em nhé. Hai con này anh em lấy thì cả chúng em đều bao ship hết cho anh em. Con C1 và con C2 cả hàng chúng em đều bao ship. Họ giật test nổ cho anh em nghe qua này. Rất nhẹ nhàng nha. Anh em nhìn đâu, ngoài này kéo này. Đó, thấy không? Đấy, nổ rất là nhẹ nhàng này. Con C1 này thì nổ cực kỳ ngon luôn anh em nha. Kéo rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Anh em về sử dụng gia đình là thoải mái luôn anh em. 1.250.000 nha. Đó, và con C2 là con máy nòng lớn này. Con này thì to, hàng nói chung là để cho anh em về để khai thác đây. Con này cân nặng khoảng tầm hơn 6kg nha anh em nha. Cả lam xích đầy đủ hết đây anh em. Phần bên này là đổ xăng pha nhớt này, bên trên là đổ nhớt để bố trơn lam xích nha. Con này đặc biệt thì nó máy to, nó sẽ tích hợp cho anh em cái trục giật trợ lực để giúp anh em giật nổ máy nó nhẹ nhàng hơn. Rất là khỏe nha. Và hai con này thì sẽ đều có chính sách bảo hành 6 tháng cho anh em. Hai con ấy anh em lấy thì cửa hàng chúng em sẽ đều bảo hành trong vòng 6 tháng sử dụng nha anh em nhá. Rồi, anh em cần thì gọi ngay cho bên em luôn nhá.